Lâu chào anh Bằng. Vâng, xin chào. Thì ở đây mình tập trung mình vừa nãy thực tế ra là giả sử như là Dũng Võ nói chẳng hạn, mà tôi mà giải thích thì nó dài dòng lắm. Một vấn đề giải thích rất dài Dạ. dòng thì nói chung là thôi Đúng để rồi nó anh. đấy, rồi anh em mình lên cùng nhau phản biện, chứ không phải là ví dụ mình sẽ phải phản biện rất ngắn gọn thôi. Đấy, mình Dạ, nó cô sẽ lại mình phản biện. nói rất ngắn gọn. Đúng rồi. Những gì Dũng Dũng Võ nói hoàn toàn sai hết, Rồi. không có căn cứ. Tại vì nói về vấn đề mà Dũng Võ nói là tôi gửi tiền vào Việt Nam tôi có quyền cái đó không? Cái đó là hoàn toàn sai. Trên vấn đề một người mà sống ở Mỹ mà nói câu nói đó là hoàn toàn sai. Dũng Võ không có quyền. Anh không có lá phiếu. Ngay cả anh ở nước Mỹ mà anh không anh muốn đi bầu anh cũng phải đăng ký. Anh phải có cái tờ giấy đi bầu Rồi và cái anh Nguyễn Chí chờ tí sau anh lại bình cho tôi sẽ mời Nguyễn Là Chí. anh mới đi bầu. Còn vấn đề tham nhũng tôi nói cho anh biết, ở xã hội nào ngày hôm nay nó vẫn có tệ vấn nạn hết trơn á. Mỹ thì nó đầy vậy, tại anh không chịu nghiên cứu, anh không chịu xem thôi. Anh cứ nhìn về Việt Nam mà anh thấy cái chỗ này chỗ kia thì anh thấy nó khủng khiếp lắm. Còn anh nói vấn đề mà giao thông, tôi nói anh vấn đề tham nhũng Việt Nam hiện nay á là có cung mà có cầu, vấn đề giao thông cũng vậy. Tôi đi về Việt Nam tôi sống 10 năm rồi, tôi biết hết trơn à. Tôi nói cho anh biết, đi ngoài đường á anh chở hai chở ba không đợi mà anh phạm luật người ta mới phạt anh thôi. Mà anh đúc anh năn nỉ không được rồi anh mới quay phim rồi anh lên anh la anh khóc. Cái chuyện đó tôi nói anh bên Mỹ, hàng cảnh sát Mỹ nó mà ngừng anh, nó thấy anh nó nghi ngờ nó ngừng anh là nó bập, nó kêu anh ngồi là ngồi, đứng là đứng, im là im. Anh ra tòa ông tòa bảo anh cũng vậy, ngồi là ngồi, đứng đứng là im, chứ không có mà cái kiểu mà như vậy. Những người mà ở hải ngoại như bọn anh nói vấn đề tham nhũng ở Mỹ, tôi nói anh những cái vụ mà xì căng mà nó những cái scandal từ ở trong mà bộ chính trị của Mỹ hả, nó như nồi cháo heo. Ngay cả hai tôi đưa hai cái đại án mà của Mỹ, hàng White Watergate, Watergate với lại cái hàng Watergate có liên can tới ông Nixon nè, có liên can tới bà Hillary Clinton nè, rất là nhiều tay tịch con, Này, không khuyên có ai đi Châu Gia tù hết, Khải nhá, Châu Gia Khải lịch sự một chút. đâu có ai đi tù Đúng đâu, rồi. anh thấy không? Rồi anh nhìn xong á, trong cái vụ mà kinh tế Mỹ sụp năm 2008, những cái thằng đại công ty của Mỹ, mấy cái thằng mà làm cho suy sụp á, tôi có cái link luôn cho anh, cho các anh chị các bạn xem, tôi nói là điều là có bằng chứng hết, ai muốn tôi đưa dẫn chứng link đều có hết. Mấy thằng đó nó vẫn sống nhẫn nhơ thôi. Hai cái thằng mà Fed của thằng hai cái thằng mà ngân hàng trung ương của Mỹ đó, hai cái thằng mà gọi là thống đốc, cái thằng mà gọi là CEO đó, nó làm bại hoại hai cái công ty đó, rồi cũng có thằng nào đi tù đâu, lãnh tiền cho mày về hưu nghỉ đấy, cuối cùng có thằng nào đi tù đâu. Nó bắt cũng tùy theo thằng thôi, giống như nó bắt như bóng bắt như ông Medvedev đó, ông Medvedev ông gian lận, ông tham nhũng, ông gian lận 50 tỷ, nó quốc cổng quốc luôn hai thằng con, ông treo cổ luôn. Anh thấy không? Tôi nói cho anh biết, nó bắt cũng tùy theo thôi. Những cái vụ nào mà liên can tới chính trị hả, nó cũng ém nhẹm hết. Nó đâu có ngu gì. Anh nhìn coi, ngay cả ông tổng thống Mỹ, ông Jimmy Carter, đó, là ông còn tuyên bố mà Mỹ mà tham nhũng hối lộ những vấn đề mà vấn nạn của Mỹ, ông còn nói mà. Anh vô anh nghe cái bài mà diễn văn của ông, bài cái cuộc mà phỏng vấn của ông Jimmy Carter, ông còn than phiền về nước Mỹ vấn đề mà tham nhũng hối lộ như thế nào, bỏ là 300 ngàn là chạy qua chạy chức chạy quyền được đấy. Anh đừng có nhìn về Việt Nam mà anh nói những cái vấn nạn Việt Nam hiện nay đảng và nhà nước Việt Nam đang khắc phục rất là tốt. Tới nỗi mà cả thế giới người ta nghiêng mình mà người ta phải nể phục về những khắc phục đó, chính vì sự khắc phục tốt đó mà đã làm cho những cái giới đầu tư của nước ngoài, những cái giới nhà kinh doanh đại tư bản của nước ngoài, họ đã có những cái sự tin tưởng vào Việt Nam và họ đã đổ tiền đổ của vào Việt Nam. Ngay cả những tờ báo lớn kinh tế của Mỹ, người ta còn đưa ra những cái bằng chứng Việt Nam sẽ là một con hổ của vùng châu Á trong tương lai. Người ta những nhà kinh tế gia người ta còn bình luận như vậy. Anh chỉ nhìn những cái sự nhỏ nhặt của Việt Nam mà anh không nhìn những cái sự nhỏ nhặt của nước Mỹ anh đang sống. Mấy anh là những người mà ở bên nước Mỹ mà anh chỉ nhó về Việt Nam, mấy anh tôi gọi là gì, bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu. Nước Mỹ nó cũng như nồi cháo heo thôi, nó như nồi cháo heo. Tôi nói cho anh biết, nó cover up. Tại vì sao? Nó che đậy được, nó có tiền nó bỏ ra, mày la hả cho mày ăn rồi xong im câm mồm đi về, anh thấy không? Nó chỉ có vậy thôi. Anh thấy, tôi hỏi anh nè, ông Bill Clinton quốc con nhỏ Monica Lewinsky tại trong White House trước 300 triệu dân Mỹ, ông nói láo.
Thế thì ông có bị bị cách chức, ông có bị ở tù không? Hả? Ông phạm một cái bia ông hiến pháp của Mỹ, tôi hỏi anh có ở tù không? Đéo có ở tù, trong khi đó phải đền cho con nhỏ đó, quốc con nhỏ có một chơi tình một đêm thôi 300 triệu, chưa nói tính là cái những cái tiền mà phải luật sư này kia, anh nghĩ là biết bao nhiêu tiền rồi đổ ra, rồi cuối cùng bây giờ hả, vợ chồng ông bà sao sống trên nhung trên lụa, biết bao nhiêu người dân khác phải khổ, hơn 40 triệu người dân Mỹ phải sống lang thang, trong đó có cả những người Việt Nam đó, sống vô gia cư, mà trong khi đó biết bao nhiêu những người dân Mỹ, hàng triệu người dân Mỹ đóng tiền vào trong trong cái nước Mỹ, tại sao bây giờ ông Trump ông phải lập lại cái trật tự của nước Mỹ, nó đã quá messy rồi, nó đã quá khủng khiếp rồi, tại sao cái cuộc vận động của ông là ông muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại? Tại vì những đời tổng thống trước nó đã thao túng, nó đã thao túng cho thằng China, nó đã thao túng những tụi tài phiệt. Bây giờ ông muốn ông phải lập lại cái trật tự đó. Cho nên bây giờ ông phải đánh đông dẹp tây, ông bị chống đối khắp mọi nơi hết. Ô, mấy ông là chống cộng, mấy ông ngồi trên nước Mỹ, mấy ông toàn là xảo trá, mấy ông là chỉ có tôi mới chị mấy ông được thôi. Tôi nói thật. Tôi không nói giống như anh Bằng đâu. Tôi nói cho nói vì nước Mỹ, tôi nói cả năm cả tháng cả 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 hát đến ngày này qua ngày kia, cả nói tôi nói hoài không hết đó. Tại vì tôi đang ở Mỹ, tôi ở Mỹ hơn 30 năm rồi, tôi đi trong lòng mấy ông, tôi đi trong ruột mấy ông, tôi đi ra toàn là xảo trá bịp bợm, xin trả microphone lại cho diễn đàn, tại vì có nhiều người chờ, khi nào có dịp tôi sẽ chia sẻ thêm đề tài này, xin trả microphone lại các bạn Rồi bằng nha. anh cứ nói một tiếp một tí nữa đi. Ok anh Bằng, nói chung Vâng, là anh cứ tại nói thấy cỡ khoảng có 5 anh 10 em phút đó. đợi á, Vâng. dạ tại thấy Vâng. có mấy anh em đợi, nó không phải giống Vâng. như Vũng Võ nói đâu. Vũng Võ này tôi nghe chia sẻ ở diễn đàn của Duy Nguyễn nhiều lần rồi, mấy ông qua bên Mỹ mấy ông cài như trâu như bò vậy, mấy ông đóng thế thằng Mỹ nó cóc đầu mấy ông như con chó vậy, đeo lắm. Dạ thưa vâng, kia là tôi nói là mấy còn quay về Việt Nam thì mấy ông ô giao thông, ô bệnh viện, ô cái chỗ này nghèo, ô chỗ kia nghèo, tôi gửi tiền về Việt Nam mấy ông có ký cái tờ giấy nào để tôi gửi tiền cho ngân hàng nhà nước Việt Nam không? Khi nào mấy ông nói là mấy ông tôi làm được điều đó, tới nỗi nhà nước Việt Nam ra cái nghị quyết 36 Cứ kêu kệ gọi mấy ông, kệ để rồi thằng Châu Na Khải ở đây cho cho mấy nó ông có vui. cái cơ hội, cho mấy ông có cái cơ hội sao đăng ký công dân để đặng giữ quốc tịch, mấy ông còn leo lên mạng diễn đàn chống cộng, mấy ông chế nhiễu nhà nước Việt Nam, mấy ông làm như mấy ông là Việt kiều, mấy ông ngon lắm vậy, mấy ông nhà nước Việt Nam ra cái nghị quyết định đó bao nhiêu năm mà mấy ông đâu có thèm đâu, mấy ông còn không thèm, quay ra mấy ông chế nhiễu đủ mọi cách hết, rồi bây giờ nói muốn mệt là rồi bây giờ thiệt đó, nói muốn mệt lên luôn, tôi tức anh Bằng, xin lỗi anh chị em các bạn nha, Vâng. cười một cái cho nó bình tĩnh lại, thấy mà giận run Để băng luôn. cho Tôi nó, để nói băng cho nó ngay cái thoải thằng mái. Enron nè, công ty điện lực, người người nào ở Texas á, thiệt chứ nãy giận run rồi. Người nào ở Texas biết cái công ty Enron đó, mẹ nó chơi cái thằng CEO hả, nó quất cái hả, những người mà làm trong công ty bao nhiêu tiền retirement mất dăng dăng hết trơn luôn, rồi cuối cùng người dân những người đó hả mất trắng tay luôn. Đấy, kinh tế năm 2008 sụp đó, rồi mấy cái dân mà trung lưu ai cứu, có ai cứu đâu đó. Obama bỏ ra 3 trillion là 3.000 tỷ để cứu mấy thằng đại tư bản không, nó bay cái thằng welfare rồi CEO nó bay máy bay, nó lấy private jet, nó là máy bay tư nhân á, nó qua bên Washington DC cái đặng nó nhận tiền viện trợ bà mẹ, trong khi đó dân hả, mất nhà mất cửa mất tụi bay mất làm lại đó. Nó đem ra nó cứu công ty xe hơi, nó cứu ngân hàng, nó cứu mấy thằng toàn là mấy thằng đại tư bản không, còn dân tụi bay mất, tao kéo nhà tụi bay làm lại từ đầu, ra đó cài cài như trâu như bò. Mấy ông tôi hình như trong Vũng Võ này tôi nhớ ông ở Atlanta hay gì phải, ông ở cái tiểu bang nào mà ông đi mua nhà cũ về ông sửa ông cho thuê, tôi nói mấy ông thằng Mỹ đâu phải là giỡn đâu, đời sống ở bên Mỹ tôi nói đủ thứ chuyện hết, vấn đề mà tệ nạn vấn nạn xã hội Mỹ cũng vậy, chuyện mà nói tham nhũng tôi nói mấy ông không có chịu nghiên cứu thôi, mấy ông đánh vào trong trong thống kê trong Google mà đi tìm hiểu về về vấn đề mà xã hội nước Mỹ coi,
tôi nói những gì là tôi dựa trên những truyền thông của Mỹ thôi. Tất cả những gì tôi nói trên những cái tin tức của Mỹ, mấy ông dở xem cái đài Johnny 60 Minutes, nó nói rất là hay những cái vấn nạn xã hội của Mỹ, nó nói toạc bóng heo ra hết, nó nói còn hay hơn tôi nói nữa. Chứ không phải là mấy ông nói tôi nói xấu nước Mỹ đâu. Tôi bảo là đã đảo Lê Minh, chồng thích Lê Minh về Việt Nam ở đi, ủ gì thằng Lê Minh. Tôi nói mấy ông đừng có nghĩ là mấy ông ngồi đây tranh đấu người dân Việt Nam, người ta ngày xưa khi đất nước còn nghèo khổ thì mấy ông bỏ chạy mẹ ra biển hết, lao biển hết. Bây giờ đất nước đổi mới phát triển mở cửa cho mấy ông về thì mấy ông bạch lá tìm sâu, bới lông tìm bết, làm thì như con cặc, thấy mặt thì đầu tiên cái kiểu giống vậy, làm cũng cái ôn gì hết. Mà cứ quay Việt Nam nghèo, Việt Nam khổ, mấy ông Việt kiều bây giờ mấy ông về Việt Nam mấy ông có cửa đâu nữa. Việt Nam chuẩn bị sản xuất xe hơi rồi. Kìa đó, VinFast đó. Rồi nếu mà có Thi Sơn ở đây thì ok mình mời. Mấy người trí thức ở bên Mỹ, người ta hiểu biết, người ta quay Việt Nam rồi, thấy thằng tiến sĩ Trần Vinh Dự không? Nó bỏ lương 100.000 đô năm bên Mỹ, nó về Việt Nam, nó xách cái resume của nó đi xin việc có 5 triệu, 10 triệu à. Mà bây giờ người ta về Việt Nam là như thế nào? Đấy. Mấy thằng, những thằng bác sĩ mà ở bên Việt Kiều Mỹ, nó bên Mỹ đó, nó về Việt Nam, nó làm bệnh viện ở bên Việt Nam. Rồi, có người giới thiệu, có một anh Mai Tây Sơn này. Rồi một lát nữa tôi sẽ mời anh. Vâng. Dạ. Dạ, thôi anh mời anh Mai Tây Sơn này cũng hay lắm. Anh vâng. Cũng là con của chế độ cũ á. Anh rất là phải nói là rất là cảm phục anh. Rất là cảm phục. Vâng, dạ, anh rồi. Chuyện, rồi. Rất là hay, mời anh đi. Rồi, cảm ơn anh Lệ Minh. Rồi, anh dạ. Mai Tây Sơn. Ok, tôi sẽ mời anh đây. Mai Tây Sơn. Mình ví dụ mình mời những cái anh mà anh ví dụ là anh ở bên nước ngoài anh nói hay hơn. Vâng, tôi mời anh Mai Tây Sơn nhé. Rồi, võ sĩ Mai Tây Sơn. Vâng, đang mời anh Mai Tây Sơn nhé.